Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự hôm nay thứ năm, ngày 11 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp về tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản. Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Hào tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn công tác cán bộ. Huyện Phù Cừ triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn lạm thu đầu năm học. Số hộ dân huyện Khoái Châu sử dụng nước sạch ngày càng tăng. Anh Thanh ở xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang nuôi gà an toàn sinh học cho hiệu quả cao. Thi công công trình trên địa bàn thành phố Hưng Yên chậm gây khó khăn cho nhân dân đi lại. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức phiên giải trình việc thực hiện nghị quyết số 128 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về tình hình quản lý và sử dụng vốn đầu tư công, nợ đọng xây dựng cơ bản nói chung và trong xây dựng nông thôn mới nói riêng. Tham dự phiên giải trình có các đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại phiên giải trình, các đại biểu đã chất vấn làm rõ thêm vai trò trách nhiệm của các sở, kế hoạch và đầu tư, tài chính, giao thông vận tải và ban quản lý khu đại học Phú Hiến trong tham mưu thực hiện quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Phát biểu tại phiên giải trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng đã nêu một số vấn đề các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh quan tâm. Trong đó, báo cáo của các đơn vị trình tại phiên họp chưa phân tích, bóc tách đầy đủ, rõ về các khoản nợ đọng vốn. Một số công trình đã có nguồn vốn và có khả năng thanh toán. Một số công trình đang đầu tư hạ tầng để bán đấu giá như hạ tầng đất giãn dân trong xây dựng nông thôn mới. Đối với những dự án được duyệt chưa có nguồn vốn, chưa rõ nguồn vốn, Ủy ban Nhân dân tỉnh và các ngành đang tìm kiếm nguồn để khắc phục. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo các ngành, các địa phương phải đầu tư theo luật đầu tư công, các dự án được duyệt ghi vốn đến đâu, làm theo khối lượng đến đó. Đối với những công trình chưa quyết toán, phải tập trung xử lý, đưa quyết toán vào nền nếp. Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề ra các giải pháp để xử lý như thực hiện nghiêm túc quy trình, quy định về đầu tư công, đẩy mạnh khai thác nguồn thu, huy động và tranh thủ nguồn lực đầu tư. Các dự án không rõ nguồn vốn hoặc không bố trí được nguồn vốn phải đình hoãn thực hiện. Các công trình dự án không thực hiện được theo kế hoạch sẽ thu hồi vốn đầu tư. Phát biểu kết luận tại phiên giải trình, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao sự nghiêm túc của các đơn vị trong việc chuẩn bị các nội dung giải trình theo vấn đề mà phiên giải trình đã đề ra. Sự chỉ đạo quyết liệt trong quản lý vốn đầu tư công và xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản đã tạo sự chuyển biến tích cực, giảm nợ đọng xây dựng cơ bản, từ đó đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Những tồn tại trong quản lý vốn đầu tư công và nợ đọng xây dựng cơ bản có nhiều nguyên nhân, nhưng những nguyên nhân do chủ quan của cơ quan tham mưu, chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thi công cần phải khắc phục ngay. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu phải kiên quyết không bố trí vốn cho các công trình mới khi công trình đã hoàn thành chưa được thanh toán, quyết toán xong. Kiểm soát chặt chẽ việc xây dựng kế hoạch và phê duyệt dự án đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính cần phối hợp chặt chẽ nhằm phân bố nguồn vốn hợp lý cho từng dự án, công trình. Khi ứng vốn đầu tư phải nêu rõ được nguồn vốn hoàn nợ, cần có biện pháp yêu cầu nhà thầu phối hợp thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán, thường xuyên rà soát để thực hiện bổ sung công trình, dự án và nguồn vốn đầu tư trung hạn theo đúng quy định của pháp luật, đẩy mạnh thu ngân sách, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản. Chiều ngày 10 tháng 10, Hội đồng Nhân dân huyện Mỹ Hào tổ chức kỳ họp bất thường nhằm kiện toàn công tác cán bộ. Sự kỳ họp có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trần Quốc Toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Với 30 trên 30 phiếu đồng ý, kỳ họp đã bầu đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Huyện ủy Mỹ Hào giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2016-2021.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác tổ chức nhân sự của huyện, đảm bảo quy trình 5 bước theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đồng chí yêu cầu tân chủ tịch huyện khi ở cương vị mới tiếp tục phát huy thành tựu mà huyện đã đạt được trong thời gian qua, sâu sát cơ sở để chỉ đạo, điều hành địa phương, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục quan tâm xây dựng nông thôn mới trong thời gian tới, giữ vững và nâng cao những tiêu chí đã đạt, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh công nghiệp hóa, phát triển hạ tầng giao thông, đáp ứng sự phát triển kinh tế xã hội, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 4 năm 2018. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia chủ trì hội nghị. Sự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban An toàn Giao thông tỉnh. 9 tháng, toàn quốc xảy ra hơn 13.200 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 6.000 người, bị thương 10.300 người. So với cùng kỳ năm 2017, giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương. Tại Hưng Yên, 9 tháng xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông, làm chết 88 người, 93 người bị thương. Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các ban sở ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó, cần đẩy mạnh công tác giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, ngăn chặn việc lấn chiếm hành lang giao thông, lòng lề đường để dựng tạp đám cưới. Kiên quyết xử lý các xe quá khổ, quá tải, xe cơi nới, lái xe vi phạm nồng độ cồn, điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Đồng chí nhấn mạnh, địa phương nào để xảy ra tai nạn giao thông tăng cao thì cá nhân Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và trưởng công an huyện phải chịu trách nhiệm. Riêng đối với lực lượng cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông, trong quá trình tuần tra kiểm soát phải kiên quyết xử lý nghiêm đối với các vi phạm, không được nể nang, né tránh. Đối với cán bộ, đảng viên, công chức phải gương mẫu chấp hành tốt luật giao thông và không được can thiệp khi các lực lượng chức năng xử lý vi phạm. Sáng nay, huyện Kim Động tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10 năm 1948, 16 tháng 10 năm 2018. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Huyện Kim Động hiện có 26 ủy ban kiểm tra với 117 cán bộ đảng viên của các tổ chức đảng làm công tác kiểm tra giám sát chuyên trách và kiêm chức. Trong những năm qua, Ủy ban Kiểm tra huyện ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở đã nỗ lực phấn đấu thực hiện khá toàn diện các nhiệm vụ do điều lệ đảng quy định và nhiệm vụ cấp ủy giao. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong huyện tiến hành công tác kiểm tra giám sát của Đảng phải công khai dân chủ động và toàn diện, trong đó lấy phòng ngừa, lấy xây dựng là chính, để qua đó không chỉ làm rõ những khuyết điểm và xử lý vi phạm mà còn phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, phát huy sự năng động sáng tạo của tổ chức Đảng cũng như của từng đảng viên. Sáng nay, Tổ giám sát số 2 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên đã có buổi giám sát về sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân tại xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Từ năm 2016 đến nay, tổng số tiền đóng góp của nhân dân huyện Yên Mỹ đạt trên 30 tỷ đồng. Trong đó, đóng góp làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ xi măng đạt hơn 8,4 tỷ đồng, doanh nghiệp hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng, đóng góp của các tổ chức xây dựng trường học được gần 13 tỷ đồng. Đối với xã Yên Phú, số tiền đóng góp từ nhân dân và doanh nghiệp đạt trên 2,1 tỷ đồng. Các khoản thu chi đều đảm bảo nguyên tắc tài chính và thực hiện công khai minh bạch. Buổi giám sát làm rõ một số vấn đề về việc phát huy vai trò đoàn thể trong công tác tuyên truyền nhân dân, đóng góp, cách quản lý tiền, quản lý quỹ cũng như thu chi theo đúng quy định, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, các khoản thu đầu năm luôn là mối quan tâm của đông đảo phụ huynh học sinh và các thầy cô giáo. Huyện Phù Cử đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn tình trạng lạm thu đầu năm học, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo phụ huynh học sinh. Ngay từ cuối tháng 8, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Phù Cử đã yêu cầu các trường lập danh sách những khoản thu dự kiến trong năm học mới trên tinh thần thu đúng, thu đủ. Bên cạnh các khoản thu bắt buộc, nhiều trường đã có biện pháp để cắt giảm những khoản thu tự nguyện.
tiêu biểu là trường trung học cơ sở Phù Cừ. Năm học này, trường không yêu cầu các em phải may thêm đồng phục mới, không mua sắm thêm bàn ghế mà sử dụng của năm học trước. Cùng với đó, nhiều trường huy động sự ủng hộ của các doanh nghiệp để sửa chữa lớp học, mua sắm máy tính mà không cần sự đóng góp của phụ huynh học sinh. Nhờ làm tốt việc quản lý các nguồn thu, nhiều năm qua trên địa bàn huyện Phù Cừ không xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học. Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo, thứ nhất là các nhà trường thực hiện nghiêm công văn 1390 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh hướng dẫn thực hiện các khoản thu đầu năm học. Thứ hai nữa là thực hiện cái yêu cầu nhà trường thực hiện cái công khai các khoản thu. Thứ ba nữa là đối với ban đại diện cha mẹ học sinh, phòng giáo dục yêu cầu các nhà trường hướng dẫn các ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện cái đúng chức năng nhiệm vụ. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền về lợi ích sử dụng nước sạch, đến nay số hộ dân trên địa bàn huyện Khoái Châu được sử dụng nước sạch đạt tỷ lệ 38%. Huyện Khoái Châu hiện có 7 nhà máy nước sạch đang cung cấp nước cho 25 xã thị trấn. Đến nay toàn huyện có 16.500 trên 43.500 hộ dân đã đấu nối đồng hồ để sử dụng nước sạch đạt 38%. Một số xã có 70% số hộ gia đình sử dụng nước sạch như Phùng Hưng, Thuần Hưng, Đồng Kết, Bình Minh. Trong thời gian tới, huyện Khoái Châu sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị tuyên truyền vận động nhân dân đấu nối sử dụng nước sạch, xây dựng kế hoạch và mở lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, có cơ chế khuyến khích đấu nối để thu hút người dân tích cực tham gia, phấn đấu đến năm 2020 100% các hộ dân tham gia sử dụng nước sạch. Xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang được coi là đơn vị chuyển đổi thành công về cây trồng vật nuôi, tạo điều kiện giúp bà con phát triển kinh tế. Trong đó, hộ anh Trần Hùng Thanh, thôn Đồng Tình, xã Nghĩa Trụ, với mô hình ấp trứng và nuôi gà sinh sản an toàn sinh học, mỗi năm cho thu lãi cao từ 600 đến 800 triệu đồng. Là người đi đầu về mô hình ấp trứng và nuôi gà sinh sản an toàn sinh học tại địa phương, đến nay gia đình anh Thanh có hơn 2.000 con gà sinh sản theo hướng an toàn sinh học và 12 máy ấp trứng. Theo anh Thanh cho biết, ban đầu anh chỉ nuôi với số lượng ít nhưng nhận thấy giá trị đem lại cao nên anh quyết định đầu tư hơn 1 tỷ vào mô hình này. Đến nay mô hình ấp trứng mỗi ngày có thể nở khoảng hơn 8.000 con, trung bình mỗi tháng thu về từ 50 đến 60 triệu đồng. Đến nay, mô hình ấp trứng và nuôi gà sinh sản an toàn sinh học của gia đình anh mỗi năm đều cho thu lãi từ 600 đến 800 triệu đồng, đem lại thu nhập cao cho gia đình. Do thời gian thi công lắp đặt cống thu gom xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hưng Yên kéo dài đã và đang gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại của nhân dân trên địa bàn thành phố. Lắp đặt hệ thống thu gom xử lý nước thải là một trong các hạng mục của mạng lưới và hệ thống xử lý nước thải Hưng Yên có công suất 6.300 mét khối một ngày đêm. Theo dự án, thành phố Hưng Yên sẽ tiến hành lắp đặt 18 km cống thu gom trên địa phận các phường Quang Trung, Lê Lợi, Minh Khai, Hồng Châu, Hiến Nam và An Tảo. Tuy nhiên, theo phản ánh của nhân dân, công trình thi công chậm so với tiến độ. Mặt đường Bãi Tẩy, Trưng Trắc, Nguyễn Thiện Thuật, Bạch Đằng, Phạm Ngũ Lão được đào lên, song đơn vị thi công ngắt quãng khiến giao thông đi lại khó khăn, đời sống của nhân dân bị đảo lộn do bụi bẩn khiến nhân dân hết sức bất bình. Môi trường ảnh hưởng hai bên là đất vào đầy nhà cả, đi lại là vòng vèo cứ đâm vào nhà nọ nhà kia này là va quẹt ngã kia bình thường là quá rồi. Đấy là như thế, ảnh hưởng. Hai nữa là nhà nào cũng phải đóng cửa kín mít trên này, làm là không đồng bộ về kỹ thuật. Khi mà dồn cống xuống dưới chôn ấy là bị kênh, nó không vào khớp. Các vị để há cống ra, thế phải dừng công trình lại để hàn cống, vít chỗ hở ấy vào. Thế sau đó làm xong rồi thì là công trình lại đỗ lại thì cái chỗ nó khoét đường nó sâu quá, bắt đầu nó không có gì để lấp ngay, thế là nó sập xuống luôn. Công trình được triển khai góp phần bảo vệ môi trường, nhân dân hết sức vui mừng phấn khởi. Tuy nhiên, để đảm bảo sinh hoạt đi lại của nhân dân, Ban Quản lý Dự án thành phố Hưng Yên, đơn vị thi công cần đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt bằng sau khi lắp đặt hệ thống ống cống để nhân dân dễ dàng đi lại. Trong đợt tiếp xúc giữa đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh với cử tri mới đây, cử tri xã Văn Nhuệ có ý kiến về việc Điện lực Ân Thi lắp đặt công tơ mới không thông báo cho các hộ dân và số tiền sử dụng điện của nhiều hộ dân đều tăng so với trước khi thay công tơ mới. Qua làm việc với các bên liên quan như chi nhánh Điện Ân Thi và Ủy ban Nhân dân xã Văn Nhuệ cho thấy,
xã đã phát các bản tin về lịch cắt điện, thay công tơ và sửa chữa lưới điện trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Các thông báo này hiện được cả chi nhánh Điện Ân Thi và Ủy ban nhân dân xã lưu giữ. Về việc thay thế công tơ, đây là trách nhiệm của ngành điện, người dân không phải đóng tiền khi thay công tơ mới. Việc chỉ số điện tiêu dùng trên công tơ mới cao hơn các tháng trước, theo lý giải của ngành điện là do công tơ cũ dùng lâu năm thường mòn hệ thống cơ, khiến giảm độ nhạy, dẫn đến không còn chính xác, nên theo quy định của ngành điện phải thay thế 5 năm một lần. Các công tơ đều được kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trước khi thay thế. Dù xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ đã sớm quy hoạch bãi tập kết rác, nhưng do sự thiếu ý thức, nhiều người vẫn không vứt rác đúng nơi quy định, đổ rác trên cả đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường. Điểm tập kết rác thì không đổ, nhiều người đổ ngay xuống lòng đường đi lại, rác thải tràn hết ra ngoài mặt đường, bốc mùi hôi thối ra cả khu vực dân cư của xã Minh Hoàng. Được biết, đây là điểm tập kết rác của xã Hưng Đạo, nhưng lại nằm sát với khu dân cư của xã Minh Hoàng. Theo người dân cho biết, tình trạng này đã tồn tại khoảng hơn 3 năm nay. Những năm gần đây, với sự gia tăng nhanh chóng về dân số cơ học, huyện Văn Lâm đứng trước những thách thức về môi trường, đặc biệt là tình trạng vứt rác bừa bãi. Trong bối cảnh huyện Văn Lâm đang phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới, thì vấn đề này càng trở nên cấp thiết. Dọc theo tuyến quốc lộ 5, qua địa phận các xã Lạc Hồng, Trưng Chắc, Đình Tù và thị trấn Như Quỳnh, ven tuyến tỉnh lộ 385, qua các xã Lạc Đạo, Chỉ Đạo, Đại Đồng, Việt Hưng, Lương Tài, không khó để bắt gặp những bãi rác tự phát như thế này. Điểm chung của những bãi rác này là xuất hiện ở những đoạn đường thưa dân cư, những bãi đất trống. Ngày qua ngày, rác thải sinh hoạt, phế phẩm sản xuất công nghiệp, vật liệu xây dựng, chất thành bãi, bốc mùi hôi thối, tạo điều kiện cho các sinh vật truyền nhiễm phát triển. Và cách giải quyết được nhiều địa phương lựa chọn là đốt cháy. Mùi hôi thối khó chịu. Đến gió bắc là nó thổi về. Nhà có công có việc gì là nhặng nhiếc nó vào. Vài hôm đầy người ta lại đốt nó khói mù mịt lên cho nó đi thì tai nạn. Có thường xuyên xảy ra không ạ? Thường xuyên xảy ra như thế. Giải thích về sự xuất hiện của những bãi rác tự phát này, lãnh đạo nhiều xã đều cho rằng không phải do người dân địa phương mà là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc cư dân nơi khác đổ trộm. Các điểm phân rác đây là tự bột phát, tức là do hoàn toàn là người không phải là người dân đổ mà người dân chúng tôi đã thu gom hàng ngày, không người dân không bao giờ đổ ra đường năm, mà đây là do các công ty hoặc là cá nhân nào đó ở các xã khác ở ngoài ra đi dọc đường năm là tiện ta vứt đổ trộm rồi ta chạy, cho nên mới để xử lý để bắt được cái người này là cũng rất khó. Không chỉ ven đường giao thông, hệ thống sông ngòi kênh mương tưới tiêu trên địa bàn huyện Văn Lâm cũng đang gánh chịu một lượng lớn rác thải, nhất là trên sông Đình Tù qua địa phận thị trấn Như Quỳnh và xã Lạc Đạo. Tình trạng trên không chỉ gây ách tắc dòng chảy, cản trở quá trình tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến đời sống sức khỏe con người. Khi mà phát hiện ra các điểm mà vứt rác của bà con nhân dân gây ảnh hưởng đến công trình thủy lợi, đặc biệt là công tác tưới tiêu thì xí nghiệp đã gửi các cái văn bản, công văn về ủy ban các xã thị trấn và ủy ban huyện đề nghị tăng cường công tác tuyên truyền cũng như là cắm mốc, cấm đổ rác và công trình thủy lợi. Đến thời điểm này thì một cũng đã có sự chuyển biến nhưng mà trên tinh thần cũng chuyển biến không được nhiều. Điều đáng nói là tình trạng trên đã diễn ra trong một thời gian dài nhưng huyện Văn Lâm vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Sự buông lỏng thiếu quyết liệt từ huyện đến cơ sở cùng với sự thiếu ý thức trách nhiệm của một bộ phận nhân dân đang khiến vấn đề này ngày càng nan tải. Khắc phục tình trạng vứt rác bừa bãi gây ô nhiễm môi trường không phải chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà cần có sự chung tay nâng cao ý thức của đông đảo nhân dân. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hợp tác xã cam ở xã Quảng Châu đẩy mạnh quảng bá tiêu thụ cam cho xã viên. Chị Thu, xã Tân Dân làm giàu từ nuôi gà, thịt và giống. Nhiều trường trung học cơ sở ở Tiên Lữ áp dụng giảng dạy bằng giáo án điện tử. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.